Xin chào các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh rồi. Và bây giờ mình đang trên đường về nhà. Mình theo chiếc Lone Star ngôi sao cô đơn này là 2 ngày. Mình đi lịch trình là từ trong Sài Gòn ra tới Quảng Ngãi và bốc hàng trả hàng tại khu công nghiệp Chu Lai Trường Hải, cảng Chu Lai Trường Hải. Sau đó thì mình cùng với Việt đi về, ngày thứ hai thì đi về quê mình tại Hà Tĩnh, còn Việt thì sẽ lên đường đi trả hàng tại Vinh và Hà Nội. Thế cho nên là mình cũng làm một cái đoạn hành trình ngắn ngắn để tạm biệt chiếc xe. Mình cũng gần về tới thị trấn quê mình rồi. Nói chung là do quay đêm nó cũng không được có rõ lắm, cho nên là mình cũng không có muốn quay đêm nhiều, đa số là kiếm những cái nơi mà trong thành phố có ánh điện tốt thì mình mới quay, vì cái chiếc máy quay GoPro mình đội trên đầu thì nó không có phù hợp cho quay đêm. Cái máy này nó cũng chỉ có phù hợp cho là quay ở những cái điều kiện thời tiết mà trắng, sáng, có nắng. Đấy, chứ còn thời tiết mà âm u thì nó cũng có được đẹp cho lắm các bạn ạ. Thì về tới nhà mình sẽ quay một số những cái hình ảnh mình đắp thuốc này, rồi sẽ đi tham quan cái biển quê mình nữa, một số nơi ở quê mình để gửi đến các bạn. Chắc chắn rằng là sẽ nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là thấy mình lên clip nó thưa, thì 2 ngày nay mình quay cũng được 4-5 tập. Thế nhưng mà vì mình còn phải về rồi chỉnh sửa, và mình cũng up lên từ từ, cách một ngày một tập để rồi có cái clip các bạn xem từ từ, chứ không nếu mình up dồn dập lên là mình sẽ gọi là không có clip để mấy ngày sau up thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượt tương tác của kênh. Thế cho nên là mình chia nhỏ ra. Thế cũng mong rằng các bạn hãy đón nhận và ủng hộ mình. Đây là thị trấn của quê mình rồi, còn một chút nữa là mình về tới nhà rồi. Ok, vậy là mình cũng đã về tới nhà các bạn ạ. Đến lúc phải chia tay với bạn Việt và siêu phẩm ngôi sao cô đơn đến từ Đà Nẵng. Việt sẽ ra Vinh và Hà Nội trả hàng. Đấy. Đẹp quá. Về tới nhà mình sẽ quay thêm một chút gọi là đắp thuốc rồi các thứ ở nhà mình nữa. Rồi, một mình bây giờ ở lại với bạn đây. Hôm nay mình về đến nhà thì cũng ở nhà đắp thuốc rồi các bạn ạ. Mình cũng không có quay gì nhiều về cái đời sống ở nhà của mình cả. Bây giờ là mình đang trên đường đi đón bé Bông, nên là mình quay một chút đi đón con thôi. Đối với mình đây đấy là cái việc mà quan trọng nhất mà khi về quê mà mình muốn làm. Còn những cái việc khác thì mình thấy nó quá là bình thường, nên là mình sẽ không quay nhiều về cái cuộc sống của mình ở quê như thế nào. Vì kênh của mình đơn giản rằng là mình muốn quay trải nghiệm những cái đời sống của anh em bác tài và trải nghiệm những chiếc xe là chính thôi. Bây giờ thì mình lên đường đi đón bé Bông đây. Sao con biết bố quay YouTube và chào khán giả? Hả? Vẫn biết à? Vẫn biết bố quay à? Ừ. Đầu bù tóc rối hết rồi, quay đằng sau bố xem tóc nào. Thôi bây giờ đi bố trở về nhà nhá. Mấy bạn đi học về nhỉ? Ai à? Đi về đi. Chào ông bà về đi. Chào ba nữ, chào ông bà.
phía làng bên dưới là quê mình ấy các bạn ạ. Nhà mình ở dưới cái làng đó. Đây là cái con đường mình đi đón bé Bông đây. Và bé Bông thì đang ngồi đây và chợt nhớ ra một cái tội là ở nhà rất là hay trèo, con gái nhưng mà hay trèo lắm. Thế cho nên là trước là có nói là nếu có bị vi phạm là cho ra mấy cái chuồng vịt ở đây ở. Thế cho nên là hôm nay để cho bé Bông tham quan mấy cái chuồng vịt ở đây các bạn ạ. Tham quan đây để cho biết là cái chuồng vịt nó như thế nào để hôm sau tái phạm là cho ra đây ở. Nhá Bông nhá. Bây giờ tham quan chuồng vịt nhá. Mẹ bảo ở nhà là con có tội hay trèo là mẹ bảo cho chuồng ra chuồng vịt ở phải không? Phải không? Thế bây giờ là ở đây là có chuồng vịt ở phía trước mặt rồi đấy. Thế thì lần sau con có trèo nữa không? Không à? Chắc chắn chưa? Đấy là bố đi đón đi học về tự nhiên bố nhớ ra đấy cái tội là trèo hàng rào nhiều quá, đúng không? Con quay đây rồi hứa đi. Xin lỗi đi. Quay vào đây. Con có sợ không? Sợ ở chuồng vịt không? Có. Đây là chuồng vịt đấy nhá, con thấy chưa? Ở đây là một mình là buồn lắm đấy. Không có ai đâu. Ừ. Nhá. Thế là lần sau có trèo nữa không? Không. Nói sao giọng con bị méo thế? Đâu con thích nói một tí. Nói một tí à? Dạ. Ừ. Thôi được rồi. Lần này bố tạm tha cho nhá. Lần sau mà trèo là bố cho ra chuồng vịt đây ở nhá. Dạ. Ừ. Đấy bố cho xem thực tế tham quan cái chuồng vịt nó thế nào. Bên kia nữa kìa. Rất là nhiều chuồng vịt. Con thích ở cái nào? Sao cơ? Con bán rồi thì ở cái nào? Nỏ là cái gì? Nỏ là cái súng bắn cao su. Lại thế à? Thế thôi đi về. Rồi bố tha cho đấy. Đây là giới thiệu bạn tên là Hoàng Còi nhé. Rất là còi vì lười ăn. Đấy, mấy hôm nay về bố bắt đầu huấn luyện lại cho ăn được nhiều hơn rồi. Đấy, bài đấy đâu rồi? Con tập trung mà đi, không phải nhìn ở đây đâu. Không phải nhìn, phải cười đây đâu. Tập trung vào mở bài học đi. Tối về thỉnh thoảng phải dạy con học tí các bạn ạ. Mm đấy, đúng không? Ừ. Đoạn này là bao nhiêu cm đây? Cái đoạn từ A đến B này là bao nhiêu cm? 3 cm là bằng bao nhiêu mm? 3 cm bằng 30 mm. Thế cái đoạn từ C đến D này là bao nhiêu cm? 7 cm. Đổi ra là bao nhiêu mm? Đổi ra là 70 mm. Được rồi. Đấy, mình chỉ quay một chút để học hành của con mình thôi. Cái mặt con có cái gì ở bên dưới mắt đấy? Đâu? Ở dưới đây. Đấy à? Ừ. Bên dưới mắt của con ấy. Con đâu? Đấy, ừ, đấy. Đấy là cái chỗ con bập ra bàn. Sao lại bập vào bàn? Con đi không nhìn đường đâu. Không nhìn đường á? Dạ. Thế con nhìn cái gì mà không nhìn đường? À, con nhắm mắt đâu. À thế à, thế bây giờ bố đang con quay con lên YouTube này. Con chào khán giả kênh Xe Đầu Kéo Vlog đi. Con chào khán giả Xe Đầu Kéo Vlog. Ừ. Thế con chúc khán giả cái gì? Chúc khán giả rất mạnh khỏe à. Ừ, thế cũng được rồi. Dạ. Ừ. Tôi cả này cũng đẹp à. Ừ, con tốt đẹp rồi. Hôm nay mình đang ở quê các bạn ạ. Có người bạn phương xa từ Hà Nội đến và mình đang đón. Xem mà các bạn biết ai không? Đây là Hà Còi nha các bạn. À, được cái hôm nay mình mặc quần đùi Hà Còi mà quần đùi luôn. Được đấy. Rồi, thế mình lên đường đi. Anh lên đường đi. Chào anh đầu bếp trưởng. Rồi. Mình lên đường. Hôm nay bạn Hà đi biển Thiên Cầm quê mình. Mình làm gọi là hoa tiêu dẫn đường. Chào anh nhé. Đi thẳng luôn đây. Đây là Hà Còi đang có cái hành trình đi khám phá mấy tỉnh miền Trung các bạn ạ. Thế là vừa rồi bạn đi những tỉnh nào rồi hả? Với Nghệ An với Hà Tĩnh rồi. Nghệ An với Hà Tĩnh nhá. Ừ. Hôm qua đi Nghệ An là đi đâu Quế Phong. Rồi? Quế Phong à? Bên dưới Lào luôn. Ồ, thế là trên đấy có cái gì ở đấy bạn? Thác Bảy Tấn. Với cái món ăn gì nữa? Món ăn thì các món về dân tộc thì như là nói chung gà vịt kỳ đà kỳ nhông. À. Thế là hôm nay lại thế nào ngẫu hứng là đi vào biển Thiên Cầm quê mình luôn. Thiên Cầm nhớ bà Tú thôi. Biết tin mình bị bệnh rồi.
Hôm nay mình ở nhà dưỡng bệnh được 4 ngày rồi. Đắp thuốc. Đắp thuốc. Ừ. Đắp thuốc nam à? Đúng rồi. Anh đi qua đèn xanh đèn đỏ đây, chỗ kia có cái giải phân cách đứt đấy là mình rẽ trái xuống. À. Đấy là biển Thiên Cầm ấy, đấy có chữ Thiên Cầm ấy. Đấy, đấy đúng rồi. 12 km. Biển Thiên Cầm quê mình hôm nay lại thời tiết nó lại âm u với buồn chứ nhỉ. Cái hôm nay là cuối tuần ấy. Ừ. Đây rẽ đây à? Đây đúng rồi, rẽ đây. Nó hơi tiếc là trời nó âm u. Sao thời tiết này thì thích hợp cho anh em tụ tập ngồi nhậu rồi. Người ta nói bảo là thời tiết âm u người yêu cũ kính mến ấy. Về quê là nhớ tới người yêu cũ. Thế là dự tính sắp tới của bạn là sau khi về nhà là bạn còn tính đi chương trình nào nữa không? Mình chắc tới mình sẽ đi nhiều, quay cho mọi người nhiều. Thì khán giả cũng muốn là mình đi nhiều hơn. Quay ở quán nhiều là mọi người cũng bắt đầu xem nó cũng chán chán rồi thì mình lại phải đi thôi. Mình thì tới đây cũng chắc là cũng sẽ một tour xuyên Việt bằng chắc là đi xe đầu kéo rồi các thứ đi khắp Việt Nam luôn đấy. Ừ. Đi cứ dừng chân mỗi tỉnh dừng chân một ngày xong bắt đầu lại đi tiếp. Ừ. Ừ, bằng xe của đồng nghiệp là chính. Đồng nghiệp. Ừ. Ừ, hoặc là có thể một tour mình đi đến tất cả các cửa khẩu của Việt Nam luôn nữa cơ. Ừ. Ừ, có đây, nhiều kế hoạch nhỉ. Ừ, đây là cái lịch trình sắp tới của mình sau khi mà gọi là dưỡng xong ấy. cái cổ. Cổ bạn là bị làm sao? Mình bị gọi là gai đốt sống cổ ấy. Gai đốt sống cổ. Đúng rồi, nhưng mà nói chung là về đắp thuốc nó cũng đỡ nhiều rồi. Ừ. Bây giờ thì chỉ có là phải nghỉ ngơi thôi. Ừ. Là nó khỏi. Mình chữa sớm sớm thì nó tốt hơn đấy. Ừ. Chứ mình để lâu thì nó khó lắm, rồi có khi phải mổ. Rồi nó gây tê liệt các thứ, nhiều cái nguy hiểm. Ừ. Rồi bây giờ tiến thẳng xuống dưới Thiên Cầm nhé các bạn. Mình khoảng cỡ 4-5 năm nay rồi mới đi biển đấy bạn hả? Biển Thiên Cầm à? Ừ, nhưng mà cũng không có thay đổi gì nhiều các bạn ạ. Vẫn vậy. Do bạn biết sao ảnh hưởng cái thời phong sa đến giờ ấy. Ừ. Cho với lại là đợt này Covid nữa. Nó dồn dập cho nên là người ta cũng không có phát triển du lịch nhiều. Đa số địa phương với một số là khách ở Hà Nội như bạn vào ấy. Đấy. Đây là bờ biển quê mình rồi. Nhưng mà hôm nay nội dung chính thì bạn Hà bạn ấy review trên kênh bạn ấy về một số món ẩm thực ở đây. Còn mình thì review tí về biển quê mình thôi. Hít gió biển đi đúng không? Ở đây rất sạch. Đấy, bắt đầu là hàng quán. Nó ăn mơ. Đúng là không có đông khách lắm. Ờ đúng rồi. Anh cứ chạy thẳng dọc cái này đi vòng lại. Hôm nay này cái trời chỉ không có đẹp lắm. Chiều ấy, bây giờ mới sáng. Bây giờ mới trưa cho nên là chưa có đông đúc. Xem để ý mực nhảy nhé. Hai, đừng làm điều gì dối dạ. Hai, đừng có làm điều gì dại dột nhá. Đây là bãi biển quê mình các bạn ạ. Dưới này thì không phải là bãi biển chính. Dưới này là khu vực gần với làng chài Cẩm Nhượng. Đấy,
Còn khu vực chính của bãi biển là phía trên này, phía xa cơ. Còn đây là có mấy cái đảo. Nói chung là mình khoảng 5 năm rồi mình cũng không về đây. Thời xưa thì mình hay ăn chơi ở trên kia, khu vực gần với ngọn núi kia. Thì hay tắm biển trên đấy rồi đi dạo trên đấy. Nói chung là biển quê mình mấy năm nay cũng không phát triển được nhiều, thì cũng còn hoang sơ, nhưng được cái hải sản ở quê mình rất là ngon, tươi. Vì sẵn có làng chài dưới này là mua được cá các thứ về rất là tươi. Hà Còi đang đi tìm để review mực nhảy, nhưng mà bây giờ kiếm được món mực nhảy cũng rất là khó. Hôm nay mình về quê dưỡng bệnh mà gặp bạn Hà đi biển quê mình chơi, thế là bạn Hà đi Thiên Cầm. Thì hôm nay về đây cũng gặp lại bạn Hà cũng rất là vui, cùng với mấy anh em ở ngoài Hà Nội vào nữa. Thì cũng mời bạn Hà cái đã. Lâu lắm rồi gặp lại nhỉ. Mời bạn nha, mời mọi người nha. Ngay anh em ở đây là trải nghiệm mấy món mực với lại là hến xào. Cái món hến xào này là món mình mà nói thật sự mình là thích nhất trong các loại hải sản cao lương mỹ vị, thì mình không thích bằng cái món hến xào này. Cho nên là mình cũng gọi là bấm cái máy quay một chút. Thế còn nếu các bạn xem chi tiết thì cái kênh OK Con Dê của bạn Hà Còi thì có thể là xem được cái hải sản quê mình. Còn bây giờ mình gọi là quay một chút về cái món hến xào thôi. Hến xào ở đây là có cả lá lốt này, rồi rau răm này, rồi hành này, rồi ngò, rất là nhiều gia vị, rồi giá nữa. Đấy, ăn nó rất là thơm. Nhưng đặc biệt hơn nữa là mình xúc với bánh tráng. Đấy, là tăng thêm cái vị thơm mà giòn khi bạn nhai vào, nó thơm lắm, ngậy lắm. Ấn tượng đấy em Tú ạ. Thật sự ấn tượng. 5 năm rồi bây giờ mình mới trở về biển ở quê này. Vì từ ngày chạy xe đến giờ chưa có về. Ăn một cái là một bầu trời kỷ niệm mùa về. Ngày xưa đi chơi với người yêu cũ ấy là hay ăn mấy món này ở đây. Nó căng rồi. Nếu bây giờ là vợ đúng không? Đúng rồi. Cửa biển đấy cũng xếp thứ mấy ở Việt Nam đấy, độ dài đấy. Thế mà mình cũng không để ý luôn đấy. Đây, bỏ đi vào kính xuống xem cái đoạn một đoạn vào. Đây là bên bờ biển Thiên Cầm vừa nãy mình ấy này. À, sao anh em mình sang cái mỏ bên kia kìa. Cái mỏ kia kìa. Đấy, mình sang cái mỏ mới chơi, hình như có ngọn hải đăng đấy. Tham quan ngọn hải đăng bên đấy ấy. Hải đăng nó đẹp. Ừ, đấy đẹp lắm, đẹp lắm. Cái núi kia bây giờ chả nhìn ngọn đâu nhỉ? Mây mù che rồi. Hôm nay thời tiết nó hơi xấu các bạn ạ. Mây mù răng lối. Đây mình ra cái ngọn hải đăng bên đấy chơi đi. Chỗ đấy được đấy, gần đấy. Đi được mà, đi vòng đêm phát ra. Ở bên đấy nó cũng có quán xá nhá, đồ ăn chính ra còn rẻ hơn ở bên này nữa cơ. Đúng rồi. Nó dân dã hơn đấy. Thế lại sang đấy nhậu tiếp. Tiếp luôn. Cái cầu mình vừa đi qua là trước mặt đây. Chà, đã quá. Chỗ bên này thì hoang sơ hơn là cái bên biển Cẩm Nhượng nhé, Thiên Cầm nhé. Đấy. Nơi này là tập kết của người dân đang mua bán hải sản. Bạn Hà đang xem hải sản ở trong đấy. Tí nữa thì mình sẽ đưa các bạn lên thăm cái ngọn hải đăng ở phía trước kia. Thank you.
tắm ngay các bạn ạ. Không tắm là không được. Nhưng mà tí nữa mình tắm tiên, cho nên là không có quay cảnh tắm nhá. Hà Còi làm cameraman. Hà Còi tắm không? Sạch quá, biển sạch quá. Ôi dẫm vào cái con này cũng cẩn thận đứt chân đấy. Hôm nay đúng là rất là tự hào được giới thiệu đến bạn Hà cũng như là khán giả là biển quê mình. Bây giờ thì mình phải cắt đấy, bây giờ là đi tắm tiên. Các bạn thông cảm, phải tắm tiên. Bây giờ người mình xấu quá cũng không dám mà quay trước mặt mà phải quay sau lưng. Đây là toàn cảnh cái quán ở quê mình, rất là mộc mạc thôi. Mấy anh em là có thể trải chiếu ngồi đấy, rất là mát. Mình vẫn tiếc là cái thời tiết nó hơi xấu chút. Bây giờ vừa tắm xong rồi, mình đi dạo chút ở bãi đá đây để quay thêm một chút về cái cảnh biển quê mình cho các bạn xem. Cái quán này ngồi đây vị trí đẹp các bạn ạ. Nếu các bạn về biển Thiên Cầm thì các bạn nên đến ở khu vực bên này gọi là Hải Đăng Cẩm Nhượng. Thuộc bên này là gọi là Cẩm Lĩnh nha các bạn. Gọi là xã Cẩm Lĩnh. Đấy, khu vực ngọn Hải Đăng ở trên. Hải Đăng thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà được cái là khu vực cảnh quan ở bên dưới này là đẹp. Thực ra thì cũng ảnh hưởng bởi dịch bệnh rồi cũng nhiều thứ, cho nên là cái biển quê mình cũng không được phát triển, còn giữ nguyên những cái nét hoang sơ. Được cái nọ mất cái kia các bạn ạ. Nếu mà phát triển du lịch nhiều quá thì có thể cái nguồn nước nó sẽ không sạch bằng cái biển mà dân dã, hoang dã như thế này, hoang sơ như thế này. Đấy, những bãi đá đây. Mình có thể đi trên bãi đá. Chỗ này check in những thứ sống ảo ok đấy. Thời tiết hôm nay chán quá. Hôm nay thì mình không có quay về những cái chủ đề ẩm thực ăn uống mà chủ yếu ở kênh bạn Hà Còi. Đây là cá mú với bạn này, hến xào này, hà gai này, chứ không phải Hà Còi đâu nhá. Các bạn nhầm mày tưởng là mang Hà Còi ra nướng không được đâu. Gọi là cái mâm ăn uống mà 5 sao các bạn ạ. Thực tế là phải ngàn sao mới đúng. Nếu mà tối hơn là sẽ nhiều sao, nhưng mà cái trời này cũng có sao. Còn mây không ấy. Đấy, ngồi ở ven biển luôn. Ngồi ở cạnh gọi là trải chiếu xuống ngồi rất là mát luôn. Quá là đảm bảo. Thế mới hay nhỉ. Thôi phần review chi tiết thì các bạn đến kênh OK Con Dê để xem nhá. Xe đầu kéo mình chỉ quay lướt qua thôi. Vậy là kết thúc mấy cái ngày mình ở quê điều trị. Hôm nay là mình cũng điều trị được 10 ngày rồi. Và nói chung là cái cổ của mình nó cũng đỡ được khoảng 70% rồi các bạn ạ. Thì đến khi nào có kết quả cuối cùng thì mình sẽ thông báo. Vì cũng có rất là nhiều bạn hỏi han về cái địa chỉ phòng khám của mình chữa bệnh, thì cũng không mang tính chất quảng cáo. Sau này thì các bạn có thể vào trong Facebook của mình là Xe Đầu Kéo Vlog, hoặc mình có một cái nhóm là Xe Đầu Kéo Vlog và những người bạn. Các bạn vào tìm nhóm đấy, group của mình, để tham gia vào đấy thì có thể giao lưu với mình. Thời gian sắp tới thì mình đi những cái tỉnh thành khác thì mình sẽ cập nhật cái lịch trình đi của mình để có điều kiện giao lưu với những bạn khán giả mà yêu mến kênh Xe Đầu Kéo Vlog. Và anh em bác tài là muốn giao lưu quay clip chung thì có thể tham gia cái nhóm của mình là Xe Đầu Kéo Vlog và những người bạn các bạn nhé. Mình sẽ để cái hình ảnh của nhóm của mình để các bạn tham gia vào đó. Thì những cái các bạn quan tâm về những cái thuốc chữa bệnh này thì mình sẽ cập nhật trên đó cho các bạn, chứ mình sẽ không có cập nhật trên YouTube, tránh nhiều cái hiểu lầm. Người ta sẽ hiểu lầm quảng cáo lung tung, rồi đôi khi chữa được bệnh hoặc không, nó không khỏi được cho các bạn thì nó cũng rất là phiền phức. Vậy cho nên là khi nào mình có kết quả cuối cùng khỏi hẳn đi nữa thì mình sẽ là công bố. Còn những cái ngày ở nhà thì mình cũng không quay gì nhiều cả, đi quay một chút về cái biển. Và ngày mai thì mình sẽ hẹn gặp anh Linh đang chạy xe cùng với người bạn của mình để giao lưu. Đấy, còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Tạm biệt các bạn.